Chào các bạn nha, vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Hôm nay mình thấy ở trong vườn nhà mình các bạn có một buồng chuối chín cây luôn mà sóc nó ăn hết mấy nhánh rồi. Thì hôm nay mình sẽ lên đó mình đặt cái camera thử coi là ở trong cái vườn nhà mình, cái khu nhà mình có những loại sóc gì nha các bạn. Mình cho các bạn xem cái buồng chuối này. Đó các bạn thấy không? Buồng chuối đen đen đó. Nó có phần chín là nó ăn hết rồi, nó rục các bạn. Nó phần đó nó bị đen rồi, còn mấy trái đang hơm hơm ở dưới thôi. Mình sẽ quay kỹ hơn một chút cho các bạn xem nhé. Mấy nhánh trên là nó ăn hết rồi nha các bạn. Chỉ còn mấy nhánh dưới nó có mấy trái hườm hườm các bạn, với lại mấy trái xanh. Thì như vậy á, thì nó chưa ăn hết thì nó sẽ tới ăn liên tục nha các bạn. Bây giờ mình sẽ leo lên đó đặt cái camera xem thử coi nha các bạn.